Với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh xuân an vui, xuân thịnh vượng, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 chính thức khai mạc tối ngày 19 tháng 1 nhằm 28 tháng Chạp với diện mạo ấn tượng. Ghi dấu 20 năm công trình văn hóa độc đáo này đã thành biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Tổng lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sáu linh vật ở cổng đường hoa có chiều cao từ 0,8 đến 4,5 mét, được tạo hình bằng xốp, sơn mỹ thuật bề mặt giả gốm. Đường hoa năm nay có 70 hình ảnh linh vật mèo được cách điệu, thể hiện đa dạng về kích thước, thấp nhất 0,6 mét, cao nhất 5,5 mét. Có chất liệu từ mút xốp, sắt, sơn mỹ thuật, phủ mùn cưa, giả đất nung, vải. Năm nay, địa điểm thu hút rất đông người dân đến chụp ảnh. Dừng lại ở đôi mèo kết vải, với chiều cao 4,5 mét và 5,5 mét, thân được kết từ hơn 400 mét vải. Và địa điểm thứ hai là ngắm thảm hoa rộng hơn 300 mét vuông của đại cảnh rực rỡ thành phố hoa, từ cầu gỗ băng ngang thảm hoa. Đây là nơi duy nhất mọi người có thể bước giữa vô số hoa xuân, thoải mái tạo dáng mà vẫn giữ cho hoa trọn vẹn nét đẹp mùa xuân. Đường hoa Nguyễn Huệ sau 20 năm thì đã có nhiều cái con linh vật rất là sáng tạo của các kỹ sư, kiến trúc sư. Qua 20 năm thì có thể thấy thì mỗi năm thì đường hoa Nguyễn Huệ có những cái đổi mới, và kỷ niệm của năm nay chính là những cái biểu tượng được làm lại để điểm lại thêm 20 năm qua của đường hoa Nguyễn Huệ. Và chính vì những cái đặc sắc của đường hoa mang lại mà mỗi năm mỗi độ xuân về thì người dân thành phố luôn luôn tề tụ về đây như là một cái điểm vui chơi đặc sắc. Rất là bất ngờ vì năm nay gặp được cái con linh vật mà đúng với tuổi của mình thì chụp hình nó cảm thấy nó vui hơn, thấy tinh thần thoải mái hơn. Nói chung là đi thế này để cho vừa đi dạo vừa xả stress rồi ngắm cảnh hòa chung với không khí đón xuân của tất cả mọi người. Thấy tối hôm nay là già trẻ lớn bé chờ đợi rất là nhiều, cô đi từ 4 giờ chiều phấn khởi và vui mừng lắm. Đất nước mình cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh mỗi một năm thấy có một cái tiến bộ và đổi mới. Tất nhiên là mình cái năm, mỗi một cái năm là mang cái một cái con thì tất nhiên là có 12 con thì nó có thấy có sự sum vầy hơn mà nó đoàn kết hơn. Việc được chiêm ngưỡng lại toàn bộ 20 linh vật đã từng xuất hiện tại vị trí cổng chào đường hoa trong hai thập kỷ khiến nhiều người thích thú vì có dịp chụp ảnh chung với hình ảnh đại diện con giáp của mình. Các linh vật được thể hiện ở mức tương đồng đến 80% so với nguyên bản năm xưa. Dài hơn 600 mét, đường hoa có khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300 mét vuông cỏ. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ mở cửa cho người dân thành phố và du khách du xuân đến 21 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức mùng năm Tết.